lấy bụng vô. Ai thua thì có bớt rồi cả nhà. Trời ơi. Tôi, Vũ Thu Phương, đến với cuộc thi Miss International Queen 2020 đến đây để truyền cảm hứng và rất là mong mọi người đổi mưa. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Cà khỉa luôn hả? Hải luôn. Rồi có một chuyện luôn. Chào cả nhà đây, coi chuyện chưa biết xong chưa mà làm quá trời. Ờ. Vậy có ba ông trời ai đâu. Cảm ơn nhiều thôi chứ vậy. Từ lúc ông lên đây luôn đó mẹ. Bằng tay với ai bằng nhau, hai bằng tay bằng nhau không? Thôi tao nói bự hơn, tao nói bự hơn. Wow. Thôi sao? Bà lộn ra bà chứ. Bà lên nhắc méo quy cưng người ta luôn đó. Cảm ơn nha chị, cảm ơn anh chị nha. Thôi trời mưa này cả nhà ơi. Ông để điểm ổng hết mưa giùm tôi nha ông nội. Nãy kia tôi làm phép thôi, tôi không dám làm nữa, bữa làm nó đàn nó ào luôn. Đó là những hình ảnh về Thu Phương. Ở đây đủ hả anh hai rồi? Tạo hả? Hai ơi! Để chua đầy đủ ha. Chẳng thân tạo. Chỉnh hình, bệnh viện chỉnh hình. Bệnh viện chỉnh hình hả? Có chung trà nhớ kịch vậy? Rồi, có đầy đủ. Dạ, cảm ơn anh hai. Rồi em trai, rồi em trai. Rồi anh, có đi qua đây luôn nha. Đúng rồi, đúng. Làm nem đồ đi chưa? Đây là gỗ thứ hai nha mọi người. Gỗ thứ hai như nhà. Wow, hấp dẫn, đẹp quá. Chị Phượng sắp đẹp quá chị Diệp Phượng. Phượng mới hồi xưa mới làm thủ công điểm cao lắm. Ờ, đẹp bên, không? À, sắp cái này đẹp lắm. Chị Phượng sắp chân bài bắt mắt lắm. Bà ông mà làm gớt một cây là phải chửi đó. À dạ hả? Ờ. Phải thi chấm điểm á. Giờ Thu Phương cà khịa Diệp Phượng luôn. Nghe cái nhà. À chữ không? Phải chứ ai mà nội tôi đó. À. Chứ mà nội luôn ghê vậy. À, sắp là phải đẹp vậy đó, không có để cho nghiêng ngả. Sắp đẹp ghê luôn. Điều có cả nhà yêu rảnh thì mọi người hãy ra đây ăn ủng hộ em nha. 716 Trần Hưng Đạo nha mọi người nha. Vui vẻ đi mọi người ơi. Không có mưa gió đâu. Không có mưa gió đâu, ra đây ăn đi. Làm phép đi. Nãy giờ ta tưới cây chứ không có mưa. À tưới cây. Mưa làm phép rồi. Bí tuần đen rồi, dễ em đưa cho khách kìa. Thôi thôi để diễn chế cho. Rồi làm công việc của mình đi. Chú Phương cà khịa Diệp Phượng. Ồ nắng mưa tức tôi sợ mới lớn tiếng với khách tôi bức mau quá tôi sợ lắm á. Chú Phương cà khịa với Diệp Phượng vừa sắp đồ mà vừa cà khịa với Diệp Phượng luôn. Đây là giây phút Thu Phương xếp đồ đũa thứ hai lên nghe nha. Mưa không có nổi đâu ông ơi, bão ở đâu đi ông ơi, đừng có bão con ông ơi. Thương con dừng bão, ông ơi đừng có bão chỗ này đâu đó. Đẩy bão miền Trung. Ờ, cái bộ. À đẩy bão ra Trung Quốc đi. Ờ, không có đẩy bão ở đâu đó. À. Mong cho hết bão, cứ đẩy bão gì. Bão số 8 vô là bão số 9 nấu đuôi nữa nha. Dán. Giá cho con trời của thương ngưng bão thì đừng có bão đâu, miền Trung dứt bão luôn đi. Rồi dân tá tánh người ta bình an, sức khỏe, công việc làm. Trời cái gì mà hết Covid rồi tới bão, hết Covid rồi tới bão. Mình ở trong đây là mình đảo hơn biết bao nhiêu người. Bão mà nó vô Sài Gòn cái là rồi đó. Su. Su liền. Nhưng mà hả, câu su là gì không? Su là không có nên đó. Su xẻo là su. Su.
mà cái đó từ từ ngữ đó từ đâu ra được không? BD trời ơi hả? Mấy từ ngữ là của BD không á anh ơi? Dạ hả? BD giỏi lắm chứ, ông Minh lắm, su nè, tươi nè, sụm nụ nè, quẩm mà đẻn nè, cái gì á, cái gì chỉ có BD đều gì á, BD mới nghĩ ra mấy từ này thôi à. Chứ ai mà trai gái mà nghĩ ra mấy từ nè, tiếng lái tiếng lóng nữa à. Bì khi bò kho và cả hai viên khiên truyền khiên là gì, là cái viên khiên rồi. Thu Phương nhảy cái bài của Lộ Lộ đó ghê quá. Đóng MV thì mình đóng cái vai nào cho nó hiền hiền lên chứ MV gì mà bị đánh quá trời luôn. Lộ không phải bị đánh lắm, mới cho bị đánh không à. Đánh lên bờ xuống ruộng được không, mới cho mấy cái vai chàng lại bị đánh không à. Mới vừa vô hỏi cái bị đánh liền. Ngựa ai mượn ngựa mua à. Cá mà trả giá bị đặt là đúng rồi. Bớt không à, thấy trai đẹp vô ổi cá bắn cá viên chiên không uống nữa. Trai đẹp quá à. Trai đẹp quá ở trong phim em mới mua cá viên chiên thôi chứ ngoài đời lại mua ảnh chứ mua cá viên chiên à. Sao muối còn ngon gu của em á, gu à, trời ơi sao ai cũng gu vậy. Ủa trong đó là trong cộng đồng luôn á hả Thu Phương? Không có đâu, trai à, nó trai nó trong nhóm nhảy á à. Cộng đồng mà có mình em mà. Một mình em mà lạ nhất phải không Thu Phương? Lạ lắm. Độc và lạ nhất đó nghe. Lạ hơn chứ lạ, lạ chứ thật hay, lạ lắm luôn. Mọi người nói là Thu Phương là đi là nếu mà sau này cái phẫu thuật thẩm mỹ đó là nhớ để cái lỗ mũi lại nha, điểm nhấn mà. Nguyễn Lưng hồi nãy cà kìa đó. Để lỡ cái lỗ mũi mới chịu à. Đó mấy ông lấy mưa lắm đó, mưa đó cho vừa lòng mấy anh. Đang bán đựng hơi gì cho tôi bán đi. Đây là những cái giây phút mà Thu Phương sắp xếp đồ đó cả nhà, để lên để bán nha. Hiện tại là Sài Gòn. Trước khi tập đi các quốc để ngày mai thi chứ. Đúng rồi. Rồi, tôi không đi các quốc mà mưa luôn này các nhà ơi. Rồi rồi. Đó. Trước khi sáng mai đi thi là hôm nay tôi buông tôi đi các quốc này các nhà. Lấy bụng vô. Đây tôi buông đi các quốc này các nhà. Trời ơi. Tôi, Vũ Thu Phương, đến với cuộc thi Miss International Queen 2020 đến đây để truyền cảm hứng và rất là mong mọi người đổi mưa. Thu Phương đi các quát mà trời mưa luôn cả nhà ơi. Coi rồi. Mưa. Mưa. Với lại mình đến đó để giao lưu, để gặp những chị em trong cộng đồng LGBT. Và em với đế chủ Phương cũng cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn những anh chị em bạn bè mình đã tổ chức cuộc thi, tổ chức một sân chơi cho chị em cộng đồng LGBT để mà có một cuộc thi nhan sắc đó. Đó, đó rất là vui vẻ luôn. Cộng đồng có thi không Thu Phương? Cộng đồng không có thi anh. Bốn cục ngoài đậu bún quá. Rồi, bốn cục. Trai vậy Thánh. Ông có kiểu gì ông kêu lưng lần 1 đi để hồi chiên đó. Đó rồi. Cái quốc này nè. Cái quốc để tập trước khi để ngày mai đi thi nha. Tập rồi tập quốc lại. Tập trước nha. Tập trước ngày mai thi hơi hồi hộp quá. Lúc thi ngày mai đậu sao được hết rồi rồi.
thi là để thi chơi thôi chứ có mình nghĩ vậy ngày mai mình chứ ở trọng là nhiều nhiều ứng cử viên sáng giá tại vì cuộc thi đó là cuộc thi dành cho dịch cộng gia cộng đồng LGBT để là ai mà giải nhất đó là sẽ là tổ chức để đại diện cho nước nước Việt Nam mình qua Thái Lan để mà thi đó nên là mình đến Vũ Thu Phương chúc cho các bạn trong cuộc thi cộng đồng LGBT, chúc cho những bạn thi chương trình Miss International Queen 2020 càng ngày càng tỏa sáng hơn nữa và tự tin sải bước trên sàn diễn nha mọi người nha. Em đến đây là để giống như là để giao lưu học hỏi, giống như là để trải nghiệm, để truyền cảm hứng cho các bạn giống như mình, giống như là cũng đam mê người mẫu rồi cũng yêu thích nhưng mà em chưa có chuyển giới nha, em là nguyên con người thật bình thường đó. Em đến đây thi vui chơi ra một cái sân chơi, mình thi để mình ủng hộ cuộc thi, ủng hộ ban tổ chức và cảm ơn ban tổ chức đã tài trợ, đã đứng ra tổ chức một cuộc thi và cảm ơn chị Hương Giang rồi đó, mấy người ban lãnh đạo rồi đó. Ngày mai mình đi vô top 1 thôi. Được rồi. Em vô top 1 rồi, top 1 rồi. Tự tin lên trước. Tại vì đâu đẹp trai vậy anh Cam? Trước khi mình đi thi mình phải tự tin nhé. Có quên luôn. Anh trộn đi ha. Thấy sao? Anh biết ăn củ qua gỡ không? Không, để lấy đậu chiên với... Đậu đũa không? Đậu đũa. Đậu đũa. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của Cuộc Sống Sài Gòn TV nha. Hãy ra 716 Trần Hưng Đạo để thưởng thức các vị chiên vui vẻ của Thu Phương nha các bạn. Ngồi đi ăn hả? Nè lấy ghế ngồi lại đi. Ngồi đỡ đi anh Cam. Mà sáng thiếu rửa cái chua á. À. Mày ơi mày ơi mày bò. Mày bò. Mày mê hay bò. Chính nhân mày ơi bút vàng. Bút vàng khác cái gì chứ. Trời chết rồi. Vui vẻ vui vẻ. Mình tiết mình tiết khoái động sân khấu. Cảm ơn mọi người nha, cảm ơn mọi người nha. Có bao giờ anh nghĩ về em, về những đắng cay em đang gánh chịu. Từng ngày trôi qua là những nỗi đau không phai nhòa. Có bao giờ trong mơ vội vã nhìn không thấy em anh đã đi tìm. Như em từng mơ, em từng khóc. Vì